Một mẫu xe cực kỳ đẹp luôn. Một mẫu xe vừa về cửa hàng em Vũ Duy Ô Tô. Đây là một mẫu xe quốc dân, form đẹp. Và thưa quý vị các bạn, giá của nó thì lại giật mình luôn nhá. Đẹp như thế này, xe của Nhật, Toyota Vios. Thế nhưng mà em bán chỉ có 175 triệu đồng thôi. Vâng, biển số 14A06445, chính chủ biển số tỉnh Quảng Ninh. Con này thì được bác chủ bác ấy đi cũng khá là lâu rồi. Và bác ấy chơi quả la răng các bác kìa. Riêng hãng thì không bao giờ có quả la răng đẹp như thế kia rồi. Đấy. Thế còn lốp dép của xe thì vẫn còn dày như mới. Nội thất của xe thì tươi. Con này thì sử dụng nội thất ghế da đã bọc lại các bác nhá. Một chiếc xe bền lành. Một chiếc xe với động cơ máy xăng 1.5. Mức tiêu thụ nhiên liệu như bây giờ tầm khoảng 5,7 lít trên 100 cây. Dòng xe này thì các bác nhìn qua thì các bác có thể đoán ngay. Vâng, một chiếc Toyota Vios đời 2010 với cái giá rẻ giật mình luôn, 175 triệu đồng. Bên em Vũ Duy Ô Tô thì liên tục có những cái mẫu xe mà xe vừa đẹp giá vừa rẻ. Nên là các bác nào mà quan tâm thì các bác có thể đến cửa hàng em xem xe và thẩm nghiệm luôn. Với một mẫu xe mang biển số Quảng Ninh, vâng, một mẫu xe gia đình, xe chạy được con này nhìn đồng hồ công tơ mét hơn 20 vạn rồi. Thế nhưng mà chất của xe thì rất là ok. Trước nó chạy nhiều, thế nhưng mà về sau ấy ạ, riêng quả lốp 2018 này khi em phán đoán ấy thì khẳng định với các bác rằng là cái đợt vừa rồi xe chạy rất ít vì thực sự mùa Covid. Bác chủ bác ấy có làm tí dịch vụ chạy, thế nhưng mà không làm ăn được, thế là đâm ra là bây giờ cái bán. Đấy mà các bác bảo chứ xe đẹp như thế này mà giá nó chỉ có 175 triệu đồng thì thực sự là ai cũng có thể mua được. Một mẫu xe bền lành, dòng này nói thật các bác là chầy cối của lâu mới biết hỏng. Và cái dòng xe này thì được rất nhiều công ty người ta sử dụng cũng như là gia đình người ta sử dụng. Và form xe cũng rất là đẹp luôn. Đặc biệt là cái kích thước của xe, dáng của xe này nó chỉ hơn 4 mét thôi. Có thể luồn lách được trong các cái khu vực chật hẹp. Không như những cái dòng sedan phân khúc hạng D. Còn đây là một mẫu sedan phân khúc hạng A thôi. Đấy các bác nhìn này, la răng 6 chấu luôn đấy các bác nhá. Lốp Michelin, 4 quả lốp Michelin cho các bác luôn. Rất dày và đều là lốp 2018 dày khự luôn. Có một số chỗ lỗi lầm, ví dụ như cái vè này chẳng hạn, nó chưa được luật là cho lắm thì cái đấy bình thường. Vâng, không vấn đề gì. Còn đây là một mẫu xe mà các bác chạy nổ máy thì các bác mới biết được. Vâng, dòng xe này máy nổ rất là êm, côn số ngọt, gầm chắc. Và chiếc xe này thì bên em bán giá chỉ có vậy thôi, 175 triệu đồng. Nhưng bác nào mà yêu thích cái dòng xe Toyota Vios thì thực sự là không nên bỏ qua chiếc xe này. Còn em cũng khuyến cáo chiếc xe này thì dành cho các bác nào có điều kiện kinh tế vừa phải thôi. Chứ các bác nhiều lúc các bác bảo xe rẻ thì đương nhiên là chất của nó cũng phải kém đi một chút. Tuy nhiên nhiều bác thì cứ thích là ui tôi mua xe là phải giá thì rẻ nhưng mà xe thì chất, nói thật các bác chưa tiền nào của đấy hết. Bên em thì có rất nhiều xe nên là giá cả thì cũng rất rõ ràng. Vâng, giá thì được niêm yết công khai và không hề có dấu giếm gì cả. Đấy, lốp dép dày, la răng 4 bánh đầy đủ luôn các bác nhá. Đấy, đầy đủ luôn. Gầm của con này thì được cái là đẹp. Vâng, gầm đẹp luôn này. Đấy, các bác nhìn gầm như các bác có thể đoán được rồi. Còn sơn si tôn vỏ thì nó đã xì tút xì tát rồi nhá. Tỷ lệ sơn zin của chiếc xe này là 0%. Vâng, chắc chắn là 0% cho các bác luôn. Thế còn phần đầu. Đấy, một chiếc xe màu đen rất đẹp. Phần đầu đây các bác nhìn này. Mặt catalan của xe có những cái chỗ điểm khuyết, ví dụ như chỗ kia thì cái này em sẽ làm cho các bác. Vì là xe này vừa và chưa có xì tút, em mới chỉ có phun nước rửa qua thôi, chưa có làm gì cả. Đấy, còn xe thì bao cam kết cho các bác là không có đâm đụng ngập nước nhá. Đấy, các bác có thể nhìn này, sơn này. Đấy, đồng sơn rất đẹp. Hệ thống đèn của xe thì là sử dụng bóng đèn đơn halogen. Đấy, màu đèn rất là sáng. Tuy nhiên là cái đèn này nó hơi ố vàng theo thời gian. Bác nào mua thì em có thể là cho vào đánh bóng đèn để cho các bác có một chiếc xe đi lại cho nó yên tâm và an toàn. Đấy, còn bên này cũng thế này. Đấy, các bác nhìn nhá. Vâng, màu đèn nó hơi vàng theo thời gian một chút thì cái này bình thường thôi. Vâng, riêng như em thì những cái này cho đánh bóng là ok hết. Vì đây là một chiếc xe chưa dọn dẹp vừa về cửa hàng nên là các bác cũng yên tâm. Kính 2010 này các bác ơi. 2010 kính zin này. Đấy. Tôn cabo mỏng te luôn. Đấy. Và thực sự là thời tiết này nắng thì em đang quay thì thấy máy nó rậm rạp một chút thì em sẽ vào trong này để nổ và bật điều hòa. Thực sự là với cái thời tiết nắng nóng như thế này, cái việc bật điều hòa ngồi trong xe là sướng nhất các bác ạ. Có một cái chiếc xe giá nó rẻ mà lại điều hòa nó mát lạnh thì tội gì không chứ. Đấy, con này đề rất là êm. Đề cực êm luôn các bác nhá. Đồng hồ 5 bánh nha. Cái này thì order là 12,9 thôi, nói thật các bác là công tơ mét này không tin được. Đấy, bên em thì có sao bán vậy thôi. Vừa về cửa hàng chưa có làm gì, chưa có dọn dẹp gì cả.
vân carbon của xe này trông rất là hầm hố, hoành tráng luôn. Bác chủ bác ấy làm ấy, em chưa làm gì. Cái đầu này thì hỏng rồi nhá. Bác nào thích thì em khuyến mại cho một cái đầu trị giá 4 triệu. Có cả cam hành trình và cam lùi. Còn cái đầu này là hỏng rồi. Chiếc xe này đặc biệt nó lại có súp, loa súp ở ngay dưới ghế này. Cái này thì rõ ràng có hẳn loa súp. Tí nữa em sẽ quay phần loa súp cho các bác. Được cái này điều hòa con này mát, mặt lạnh luôn. Em sẽ tăng gió lên để ngồi trong xe cho nó sướng. Vâng, thực sự là thời tiết như thế này thì mình ngồi trong xe là sướng nhất các bác. Đóng cửa vào rồi, ui giời, mặt lạnh luôn. Con này nó đã được lên kính hết rồi nhá. Lên 4 cánh kính chỉnh điện hết rồi. Đấy, kính kia các thứ đầy đủ. Và chiếc xe này được dán phim 3M của USA này. 3M USA ghi rõ này, đây các bác nhìn nhá. Đấy, rất rõ rõ này. Đấy, kính dán phim 3M ở USA. Và tất cả kính của xe thì hoạt động hoàn toàn ok. Đấy. Nói chung là với cái tầm tiền 179 thì cũng khẳng định với các bác là thực sự là không có đối thủ về giá với chiếc xe này luôn. Con này được cái là đi xe nó cứ sướng. Vâng, dòng xe này rất là bền. Đấy, kính cáp các thứ thì ngon. Trần nỉ thì đẹp rồi. Con này trần nỉ rất đẹp luôn. Đây các bác nhìn này. Trần này. Đấy, nỉ của nó đẹp như này mà. Đẹp căng luôn. Đấy các bác nhìn ạ. Vâng. Trần nỉ đẹp luôn nhá. Đấy. Và trần nỉ nó là màu tối, không phải màu kem sáng đâu. Còn ghế của chiếc xe này thì da đã được mọc lại hết. Vâng, cái này thì bác chủ bác cái bọc lại chứ còn em cũng chẳng bọc làm gì cả. Đấy, người về người ta chăm chút xe rất là cẩn thận luôn. Tapi kính điện ok, cửa triệt các thứ đầy đủ. Đấy, con này thì chìa khóa chỉ chìa khóa cơ thôi. Có 3 chìa khóa ở đây nhá các bác nhá. 3 chìa khóa. Vô lăng thì cũng đã theo thời gian. Đấy, vô lăng nhựa đúc các bác nhìn này, những cái chi tiết này nó mòn theo thời gian một chút. Tuy nhiên là vẫn rất ok. Đấy. Vâng. Nó được cái là xe thì trợ lái rất nhẹ. Đây các bác nhỉ. Đấy, trợ lái cực kỳ nhẹ nhàng luôn. Đấy. Và mưa gạt kính các thứ đầy đủ. Đấy, nước lôi có hết nhá các bác nhá. Vâng, full đầy đủ luôn. Đấy. Và đồng hồ các thứ hiển thị thì rất là đơn giản. Đấy. Rất là đơn giản luôn. Đấy. Đồng hồ hiển thị ngay ở phần giữa của táp lô luôn. Đấy, đồng hồ chạy bình thường các bác nhá. Điều hòa thì rất là mát. Thực sự là ngồi thời tiết nóng này em cũng không muốn ra ngoài cơ. Đấy, còn sàn thì toàn bộ là được sàn 2D rồi. Đấy, số má nhẹ nhàng. Đấy, xe cứng và có cả gương kính điều chỉnh điện cụp xe có cả. Đây các bác. Đấy. Hoạt động hoàn toàn bình thường các bác nhá. Vâng. Được cái máy của xe này thì rất là êm. Vâng, động cơ máy 1.5 rất êm và tiết kiệm nhiên liệu. Đấy, phần bậc để chân thì đã được dán chi tiết vân gỗ nhá, rất là sang trọng. Đấy, còn tem nhãn xe đầy đủ luôn này. Đấy. Một chiếc xe đời 2010. Đấy, động cơ 1.5. Đấy, rộng rãi. Và cái này thì các bác nào có điều kiện kinh tế vừa thì các bác mua về cho gia đình đi lại rất là yên tâm và an toàn. Đấy. Vâng. Còn cốp sau thì ta sẽ phải mở bằng cốp cơ. Đấy. Được cái là thời tiết nắng nóng này mình có một con xe ngồi trong điều hòa mát lạnh là sướng nhất các bác. Vâng. Keo chỉ thì đây, các bác nhìn là keo chỉ đây. Đấy. Con này thì keo chỉ bao zin nữa các bác nhá. Còn sơn xi là xì tút xì tát lại rồi nên là các bác cũng rất là yên tâm. Đấy, đồng sơn đẹp các bác. Đấy, còn lốp sơ cua đây, đồ nghề thì nằm trong cái túi này rồi. Đấy. Vâng. Một mẫu xe quốc dân, một mẫu xe bền lành. Đấy, đèn đóm này các bác nhìn này, hệ thống đèn hậu của xe. Bầu đèn căng đét luôn, sáng luôn, đấy, trong luôn. Bên này thế này. Bầu đèn đấy, căng đét. Vâng. Tay nắm cửa thì ốp bọc chrome hết rồi. Ai chà. Rồi. Keo chỉ khỏi bàn. Vâng. Con này thì đảm bảo cho các bác nên các bác yên tâm nhá. Vâng. Sơn xi xì tốt sạch sẽ. Đấy, nội thất rộng rãi. Ghế da. Nói chung là với cái tầm giá vậy thì đây là một chiếc xe quá là ok luôn. Chứ còn nhiều bác cứ bảo là phải chọn cái xe nó phải thế này thế nọ, nhưng nói thật các bác chứ làm gì có, hiếm lắm. Vâng, tiền nào của đấy thôi. Nhưng cái mẫu xe này nó có chút dịch vụ ra thôi, nhưng mà được cái là xe nó chất và cứng. Đấy. Một mẫu xe bền lành, thương hiệu Nhật Bản. Và dòng này thì ăn xăng thì nó như ngửi luôn, chỉ hơn 5 lít thôi. Động cơ VTVI, máy đen, đấy, chữ đỏ. Đấy. Máy rất là ok, chạy êm, bền. Cái dòng này rất là bền. Các bác mua đồ thay thế sửa chữa cũng rất là yên tâm nhá. Vì là đồ của nó rất rẻ, đồ Toyota rất rẻ, không như những cái hãng khác. Đấy, còn Acquy Atlas, đấy, Acquy đề phát nổ ngay, nói chung là dòng khỏe và các bác không phải lo lắng cái chuyện là máy số phải là sửa chữa hỏng vặt nhiều hoặc là chết máy giữa đường không bao giờ có, thì các bác yên tâm. Còn dòng Toyota Vios là một cái dòng xe rất là ok luôn và bảo hành máy cho các bác cả tháng luôn được. Vâng, bao
Uzi Auto, nơi khách hàng gửi chọn niềm tin.